Chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Cú Đông Thái sẽ đọc cho mọi người cuốn sách Một vạn câu hỏi vì sao về chứng khoán do Cú biên soạn. Nội dung sách rất là dài nên Cú sẽ chia làm nhiều phần. Phần ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chương 1, vỡ trứng, và phần 1 là các khái niệm vỡ lòng về chứng khoán. Khi mà Cú mới gia nhập thị trường cách đây hơn 15 năm thì chứng khoán là một thứ gì đó rất mới. Tài liệu thì không có nhiều. Và mỗi tài liệu thì thường là viết theo một cái hướng của tác giả khác nhau. Để mà bắt nhập với chứng khoán một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất thì có rất nhiều câu hỏi ngô nghê, câu hỏi ngây thơ được đưa ra từ nhiều góc nhìn. Và trong cái quá trình mà làm kênh YouTube, kênh fanpage, rồi làm những cái tài liệu tư vấn cho các khách hàng thì Cú đã tổng hợp ra rất nhiều những câu hỏi phổ biến nhất và quen thuộc nhất, giúp cho các anh chị em nào là mới tinh với thị trường, là F0, khi mà đọc xong cuốn sách này có thể hiểu được tương đối và chúng ta sẽ bắt nhập vào thị trường một cách nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm quen và bắt đầu kiếm ra sự thành công cho mình nhé. Phần 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen những câu hỏi rất là cơ bản, để gọi là vỡ trứng đấy, chứng khoán cơ bản kiểu kiểu thế, đúng không? Các khái niệm vỡ lòng về chứng khoán này. Câu 1: Anh Cú ơi, anh giải thích cho em chứng khoán là gì, đơn giản nhất và dễ hiểu nhất được không? Chứng khoán hả? Thì chứng khoán thì nó bao gồm nhiều thứ, cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh rất nhiều loại. Nhưng cái thứ cơ bản nhất mà chúng ta hay nghe được nhiều nhất là cổ phiếu. Thì hãy hình dung về nó nhé. Ví dụ anh em có một công ty, gia đình, công ty đó chuyên bán trà đá. Công ty đó có rất nhiều tài sản, ví dụ như là nhà để cho thuê cửa hàng, bàn ghế, nguyên vật liệu, rồi một cái phần tiền lưu động để chúng ta mua trà, chúng ta mua nước, chúng ta trả công nhân viên, rồi bí quyết pha trà tuyệt đỉnh, cực ngon. Thì tất cả các phần tài sản đó chúng ta gom lại thành một công ty và mang đi đăng ký kinh doanh. Công ty đó có trị giá 100 tỷ, đúng không ạ? Vì món trà này là trà gia truyền mà, đâu phải trà thường đâu. Rồi chúng ta sẽ chia nhỏ cái 100 tỷ đó ra làm 10 triệu phần nhỏ hơn. Thì theo luật của Việt Nam ấy, những cái phần nhỏ này nó phải có cái giá trị tối thiểu là 10.000 đồng. Nó gọi là giá trị mệnh giá. Như vậy là chúng ta đã có 10 triệu cổ phần rồi đấy. Thế khi mà chúng ta có cổ phần rồi, hay gọi là cổ phiếu, thì có thể bán cho nó, cho những nhà đầu tư khác, những người mà tin tưởng vào tương lai của công ty trà đá chúng ta sẽ phát triển đến một cái tầm cao mới, cạnh tranh với cả Starbucks, cạnh tranh với Phúc Long, đúng không? Hoặc đơn giản nhất là họ thấy anh em là xinh trai đẹp gái, họ muốn join cùng ủng hộ anh em. Và khi mà công ty chúng ta bắt đầu sinh lời ra 1 năm 10 tỷ, 20 tỷ thì chúng ta chia tiền cho họ, thì tiền đó gọi là cổ tức. Rồi khi công ty chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn, bán trà đá rất là hiệu quả, thu về 1 năm 20-40%, thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng lên. Đó gọi là cái sự tăng giá của cổ phiếu, hay chúng ta gọi là capital gain đấy. Rồi những người mà nắm giữ nhiều cổ phiếu thì có nhiều quyền và có thể tham gia hỗ trợ công ty, ví dụ như là trở thành cổ đông lớn, trở thành hội đồng quản trị, hoặc thậm chí tham gia vào ban điều hành để hỗ trợ chúng ta. Đấy. Thế còn nếu mà định nghĩa theo sách vở ấy, thì đọc nguyên văn nó là như này: chứng khoán là những chứng từ có giá xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản của công ty. Giá trị của mỗi chứng khoán này được xác định tương ứng với cơ sở giá trị của công ty. Và các công ty sẽ phát hành chứng khoán cho nhà đầu tư để tăng lượng tiền cần thiết. Thì nghe nó hơi chung chung, đúng không nào? Đấy, đấy là hai cái khái niệm. Một là hiểu nôm na theo cách của Cú, và hai là theo cách của sách vở nhé. Ngoài ra anh em có thể scan thêm cái QR code này để xem cái video ở đây nhé. Video chứng khoán là gì đấy, ở trên kênh YouTube của Cú. Rồi, câu 2: Thế còn thị trường chứng khoán là gì vậy anh? Anh em hình dung thị trường chứng khoán nó giống như một cái chợ ấy. Nơi đó là người mua và người bán trao đổi với nhau, gặp nhau. Người mua ở đây là ai? Người mua chính là các nhà đầu tư, các công ty, các nhà đầu tư cá nhân, các công ty niêm yết khi họ muốn mua lại cổ phiếu. Người bán là ai? Người bán là chính là các công ty niêm yết cổ phiếu ở đấy, hoặc chính là các nhà đầu tư khác sau khi mua của công ty rồi, bây giờ họ muốn bán ra để họ thu tiền về để tạo thanh khoản. Thế tại cái chợ đấy, ông nào thích mua thì phải trả giá cao hơn, ông nào thích bán thì phải trả giá thấp hơn. Giống như các công ty mà niêm yết ở đấy thì chúng ta hình dung như là các cái cửa hàng ở chợ ấy, bán thịt, đúng không nào? Ông thì bán thịt gà, ông thì bán thịt bò, vân vân các kiểu. Đấy. Thế cái thị trường chứng khoán là một nơi rất là quan trọng
Anh em hiểu đấy nhỉ, ví dụ chúng ta mà góp vốn vào một công ty ấy, mà không có thị trường chứng khoán thì chúng ta chỉ có chờ thôi. Chờ đến khi công ty đấy họ trả cổ tức của chúng ta. Chờ mỗi năm trả cổ tức 20-30% là ngon lắm rồi, đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta có việc cần tiền, chúng ta phải bán nó ra. Mà không có thị trường chứng khoán thì bán cho ai? Lại lên công ty đấy nhờ, ngày xưa là OTC đấy, nhờ mấy anh trong hội đồng quản trị, rồi thư ký hội đồng quản trị, rồi kế toán trưởng bán giúp. Thì như vậy nó rất là kém thành quả. Thế từ khi có thị trường chứng khoán, mọi thứ được niêm yết và giao dịch tự động ở trên sàn ấy, thì nó thúc đẩy cái việc mà huy động vốn, nó thúc đẩy cái việc góp vốn nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và trao cái cơ hội đấy đến cho rất nhiều người khác, đúng không ạ? Thì cái phần này anh em có thể hình dung kỹ hơn bằng cách là quét thêm cái mã QR code để xem thêm cái video thị trường chứng khoán là gì. Câu 3 là vậy chứng khoán có bao nhiêu loại vậy anh? Thì chứng khoán có rất nhiều loại. Khi mà anh em đi chợ thì sẽ có thấy rất nhiều cái mặt hàng khác nhau. Các mặt hàng về thịt, rau, cá, hải sản cho chúng ta lựa chọn. Chứng khoán cũng vậy. Có 4 cái loại phổ biến nhất mà chúng ta hay xem là cổ phiếu, là một phần của công ty. Trái phiếu là một khoản nợ của công ty. Chứng chỉ quỹ là một cái công ty họ chuyên về quản lý đầu tư, họ đi gom những cái cổ phiếu tốt trên thị trường lại và bán cho chúng ta. Rồi chứng khoán phái sinh cũng có rất nhiều loại trong chứng khoán phái sinh, ví dụ như hợp đồng tương lai, chứng quyền các kiểu. Thì mỗi loại này sẽ có một đặc điểm khác nhau để chúng ta lựa chọn ra cái cách nào phù hợp với cái khẩu vị của mình, khả năng của mình. Thì khi chúng ta mới bắt đầu ấy, thì chứng chỉ quỹ sẽ là một cái hiệu quả, và sau đó là cổ phiếu sẽ là những cái hiệu quả nhất, dễ dàng bắt đầu nhất, đúng không ạ? Câu 4, em có thể mua bán chứng khoán dễ dàng nhất tại đâu? Thì có rất nhiều cái chợ to, chợ nhỏ chứng khoán, hay nôm na là có nhiều cái sàn chứng khoán. Ở Việt Nam là có 3 sàn chứng khoán, đúng không ạ? Một cái sàn lớn nhất là người ta hay gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE. Đây là cái sàn chứng khoán lâu đời nhất Việt Nam và có những cái mã chứng khoán VN30 là có vốn hóa to nhất thị trường. Cái sàn thứ hai là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Và cái sàn thứ ba là Sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom, với những công ty mới cổ phần hóa, ít đòi hỏi điều kiện và chất lượng hơn. Thì thông thường là cái sàn HOSE sẽ là nhiều công ty uy tín và to nhất, sau đó là HNX và sau đó là Upcom. Bây giờ chúng ta chỉ cần mở một cái tài khoản chứng khoán tại một công ty chứng khoán là chúng ta giao dịch được ở cả 3 cái sàn này rồi, đúng không? Thế thì ngoài ra còn một cái sàn nữa là cái sàn OTC. OTC thì ít được nói đến hơn, là cái sàn mà chưa niêm yết, tức là những công ty mà họ mới cổ phần hóa, chứng khoán đó chưa được niêm yết trên sàn, thì chúng ta phải mua bán trực tiếp qua thỏa thuận bằng cách là đến công ty đấy, đến những công ty lưu ký, đến những công ty chứng khoán mà họ quản lý sổ cổ đông ấy, để chúng ta mua bán cái đấy. Thì những người mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta nên mua chứng khoán niêm yết. Còn nếu chúng ta muốn mua chứng khoán mà chưa niêm yết thì chúng ta phải cực kỳ hiểu về doanh nghiệp, cực kỳ hiểu sâu về công ty, chúng ta mới nên tham gia nhé. Câu 5 là thị trường chứng khoán vận hành như thế nào với anh? Thì thị trường chứng khoán hoạt động bằng cách là cho phép người mua và người bán là kết nối với nhau, và họ giao dịch cổ phiếu thông qua một sàn cụ thể. Thì các cái hoạt động này ngày xưa thì phải thông qua môi giới, là người đặt lệnh bằng tay, bằng chân, bằng sổ. Nhưng bây giờ thì được thông qua hệ thống công nghệ hết rồi. Chúng ta chỉ cần download cái app chứng khoán về máy hoặc là về máy điện thoại là dùng được ngay. Thế các giao dịch cổ phiếu giữa các nhà đầu tư ấy sẽ diễn ra khi họ có nhu cầu mua hoặc bán thôi. Tại thời điểm năm 2021 này thì mỗi ngày có đến hàng triệu cổ phiếu được giao dịch, đúng không ạ? Hàng trăm triệu cổ phiếu được giao dịch, phải nói đúng như thế, là hàng trăm triệu cổ phiếu được giao dịch khi mà trên sàn đang có đến hơn 2.000 công ty đấy. Và tất cả mọi thứ này gần như được tự động hóa hết, chúng ta là vào app tự động mua, tự động bán. Thì mỗi cái giao dịch chứng khoán ấy thì thông thường nó sẽ phải có một cái cung cầu, là người mua nhiều thì giảm giá tăng, còn người bán nhiều thì giảm giá giảm. Công ty tốt thì thường sẽ làm giá chứng khoán tăng, hoặc công ty chưa tốt nhưng mà câu chuyện của nó, tài sản của nó, rồi người ta kỳ vọng vào nó nhiều thì cũng làm chứng khoán tăng. Đôi khi chúng ta thấy rằng nhiều công ty lỗ toét xác, âm PE cực kỳ cao, lỗ, thế nhưng mà nó có tài sản, nó có cái tiềm ẩn cái sự tăng giá lớn trong tương lai thì người ta vẫn mua,
Đấy, rồi đôi khi chúng ta thấy công ty là PE rất là thấp, chỉ số tài chính rất là đẹp, nhưng mà người ta vẫn bán. Tại vì người ta không kỳ vọng về tương lai nữa. Người ta nghĩ rằng là 2-3 năm tới nó sẽ giảm. Thị trường nó hết nóng rồi, rồi thị trường chung xấu. Đấy, thì chủ yếu ở trên thị trường chứng khoán là phụ thuộc vào quy luật cung cầu đấy. Và cung cầu đấy thì nó lại phụ thuộc vào cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Vì thị trường chứng khoán là kỳ vọng mà, đúng không ạ? Đôi khi là nó kỳ vọng về tương lai nên nó mua bán. Còn hiện tại thì nó phản ánh hết rồi nên người ta không mua bán nữa. Đấy, nếu người ta còn kỳ vọng vào tương lai, người ta còn mua. Nhưng nếu người ta không kỳ vọng vào tương lai, người ta sẽ không mua nữa. Thì cái câu này nó giống như là một cái câu rất nổi tiếng trong thị trường chứng khoán của Jesse Livermore, là một nhà đầu cơ nổi tiếng. Là thị trường đầu cơ ấy, thì nó sinh ra trong cái sự ảm đạm, nó lớn lên trong sự nghi ngờ, và nó chết bởi sự thỏa mãn. Đấy là một nhà đầu tư rất nổi tiếng là John Templeton nói về câu này. Thì cái câu đấy nghĩa là gì? Câu này nghĩa là chúng ta không nhìn thị trường nó không đơn giản như thế. Tức là trên thị trường nó có những cái nhìn rất là dễ nhìn thấy, nhưng mà giá lại không vận động như vậy. Khi mà thị trường xấu, rất xấu, báo chí kêu gào, media hoảng loạn, rồi rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi. Thế nhưng lúc đó, trong 2-3 năm tới, có khả năng tăng giá bởi vì tài sản bị định giá quá thấp rồi, đúng không ạ? Rồi chính phủ sẽ phải kích cầu bơm tiền, thì cái sự ảm đạm đó lại là cơ hội mua cực kỳ tốt. Và những nhà đầu tư thông minh, những nhà đầu tư có tiền, những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bỏ tiền vào họ mua. Thế họ mua rồi thì thị trường vẫn không tin họ, vẫn bảo thằng này ngu thế, thằng này rủi ro thế, đừng có mua, thị trường bây giờ nó còn sập nữa. Thế nhưng mà những nhà đầu tư đó họ vẫn tiếp tục mua. Càng mua thì mọi người lại càng nghi ngờ. Và đến khi một thời điểm nào đó, khi giá tăng lên vài lần rồi, thì bắt đầu mọi người mới nhảy vào mua. Và khi mà cả nhà, cả nước, cả hàng, cả họ mua, kêu gào mua, thì đó là cái sự thỏa mãn. Mọi người ai thấy đẹp, ai thấy tốt, thì thị trường nó lại bị chết đi. Nó sẽ bị giảm giá, vì lúc đó đầu cơ quá mức. Khi mà tất cả mọi người đều thấy cơ hội mua, thì chúng ta phải cẩn thận. Đó. Thì đấy là cách thị trường chứng khoán vận hành. Bản chất, nếu mà thị trường đầu cơ nó là như thế. Còn thị trường chứng khoán trong chung và dài hạn, trong tầm nhìn, thì nó là một nơi rất là tuyệt vời để cho chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn vốn của người khác, tận dụng được kinh nghiệm của người khác, tận dụng được thời gian của người khác. Là của ai? Là của chính chúng ta, là cổ đông đấy. Mà lại có anh chủ doanh nghiệp rất là nổi tiếng, giỏi giang như là anh Trần Đình Long chẳng hạn, đúng không? Anh đi làm cho chúng ta và chia tiền cho chúng ta. Thì khác thì chúng ta góp vốn cho người khác để họ kinh doanh hộ đâu, đúng không nào? Thì đó chính là việc mà tận dụng kinh nghiệm, tận dụng thời gian, tận dụng nguồn vốn, tận dụng đòn bẩy của người khác đấy. Và lợi nhuận từ thị trường chứng khoán thì luôn luôn cao hơn cái lạm phát và cao hơn tiền gửi trong dài hạn rất là nhiều. Và đó là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Đấy. Câu 6. Thế làm thế nào để có thể kiếm tiền từ thị trường chứng khoán? Thì có hai cách chính để anh em có thể kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Cách 1 thì phổ biến là cách chúng ta nắm giữ cổ phiếu dài hạn, hưởng một phần lợi nhuận từ cổ tức khi công ty nắm giữ mà chúng ta đang nắm giữ đấy làm ăn tốt, và thứ hai là giá của nó tăng, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta mua cổ phiếu của công ty A nắm giữ dài hạn đi, thì công ty đấy năm vừa rồi kinh doanh rất là thuận lợi và họ quyết định là chia cổ tức để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ là 2.000 đồng một cổ. Thì chúng ta mua cổ phiếu đấy ban đầu giá 10.000, thì mỗi năm được hưởng là giá là 2.000 đồng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua 10.000 đồng 10.000 cổ phiếu đi, tổng giá trị chúng ta bỏ ra là 200 triệu, đúng không? Thì tức là mình sẽ nhận về là 20 triệu tiền cổ tức. Đấy, chưa kể là giá cổ phiếu còn có thể tăng giá nữa, đúng không? Đấy. Cách thứ hai là chúng ta có thể hưởng cái phần lợi nhuận từ việc là chênh lệch giá cổ phiếu giữa việc là mua vào và bán ra. Chúng ta là mua thấp bán cao đấy. Một số anh em thì lại làm ngược lại là mua cao bán thấp, đúng không ạ? Ví dụ cổ phiếu A ở trên đi, khi mà chúng ta mua vào giá 10.000, nhưng mà đến cuối năm công ty làm ăn tốt rồi, giá nó tăng lên 20.000, 30.000 rồi, thì một là chúng ta có thể giữ tiếp cổ phiếu đấy trong những năm tới để hưởng cái sự hưởng cổ tức tiếp và đầu tư cùng đầu tư lâu dài của công ty. Hai là chúng ta có thể bán ra, nhận cổ tức 2.000 xong rồi bán ra,
thì 20.000 trừ đi 10.000 là còn lãi thêm 10.000 nữa, đúng không nào? Đấy, thế thì cái giá cổ phiếu phần lớn ấy nó sẽ thể hiện vào sự kỳ vọng của nhà đầu tư và tình hình kinh doanh, đúng không ạ? Nhiều khi những cái thông tin nó thể hiện hết trên báo cáo rồi thì nó sẽ nói cho chúng ta biết một phần nào rằng cái xu hướng hiện tại của công ty sẽ là như thế nào và trong tương lai công ty sẽ phát triển ra sao một phần thôi. Nhưng mà cái kỳ vọng về kinh doanh ấy, cái kỳ vọng về cái chiến lược, kỳ vọng về thị trường, kỳ vọng về những dự án mới, kỳ vọng về cái đường lối và chính sách của ban quản trị, nó sẽ quyết định rất là nhiều đến cái tương lai của công ty đấy. Thì những cái nhà đầu cơ khi họ nhìn thấy những cái yếu tố ngắn hạn ảnh hưởng đến giá, ví dụ giá vượt cao quá kỳ vọng, thì họ có thể bán ra hoặc thậm chí là bán khống để thu lợi ngắn hạn, bán giá cao và mua lại giá thấp, đúng không? Nhưng mà những nhà đầu tư dài hạn thì thường nếu họ nắm giữ được một công ty tốt rồi, một công ty xuất sắc rồi, thì họ sẽ nắm dài. Dài là bao nhiêu? Dài là 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Nắm đến khi nào mà những cái yếu tố dài hạn đấy nó còn tốt đẹp thì họ còn nắm giữ. Đấy. Câu 7. Ai là người tạo ra chứng khoán với anh? Thế thì những cái chủ doanh nghiệp ấy là những người tạo ra chứng khoán. Chúng ta hình dung các công ty trên thị trường ấy, khi họ muốn huy động vốn, họ cần thêm vốn, cần thêm tiền để mở rộng kinh doanh ấy, để mua thêm máy móc này, mua thêm nhà máy, thuê thêm nhân công, hoặc đơn giản là họ muốn chốt lời, họ muốn thanh khoản một phần công ty của họ, thì họ sẽ chia công ty ra làm nhiều phần nhỏ và bán cho mọi người, như công ty trà đá ở trên đấy. Thì khi đó mỗi người sở hữu một phần nhỏ của công ty và họ trở thành cổ đông, còn công ty thì thu được tiền. Các công ty đó và những người chủ doanh nghiệp đó chính là cái nơi để tạo ra chứng khoán. Chúng ta gọi đó là công ty cổ phần. Thế còn những công ty đó mà khi niêm yết ở trên sàn chứng khoán HOSE, HNX và Upcom thì chúng ta gọi là công ty niêm yết. Thế tới cái thời điểm mà 2021 ấy, thì có khoảng là gần 2.000 công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán rồi. Và cái đà này nó sẽ tăng rất là nhanh trong năm tới. Thì nếu mà nhà anh em có công ty to, có doanh thu đến chục tỷ, trăm tỷ thì có thể nghĩ đến chuyện này, đúng không ạ? Mình có thể chia công ty ra làm nhiều phần nhỏ và bán trên thị trường chứng khoán. Bán trên như này chúng ta được cái gì? Thì thường là có ba cái lợi ích chính. Một là chính người chủ công ty sẽ thu được một phần tiền, và phần tiền này có thể giúp họ là chốt lời sau khi đầu tư 5 năm, 10 năm vào công ty rồi, đúng không? Phần tiền này có thể giúp cho họ đầu tư mở rộng kinh doanh, xây thêm nhà xưởng. Đấy, phần tiền này có thể giúp cho họ trả lương rồi là thêm chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên. Bởi vì những người nhân tài khi họ ở với công ty lâu năm rồi thì họ cũng có nhu cầu về tài chính rất là cao. Nếu mà anh em mà không trả cho họ tốt thì họ có thể đi sang công ty khác, đúng không ạ? Mà nếu mà chúng ta trả lương cho họ thì nhiều khi lương nó không thể tăng nhanh được bằng cái quyền mua cổ phiếu, đúng không ạ? Mà nếu chúng ta trả cho họ một phần cổ phiếu rồi quyền mua cổ phiếu để biến họ thành cổ đông thì họ sẽ rất là trung thành và rất là lâu dài với chúng ta. Họ cũng chả cần đi đâu kiếm tiền nữa. Ở công ty này công việc tốt, môi trường tốt, chủ tốt quá ngon và cổ phiếu quá ngon như vậy thì chẳng cần đi đâu cả. Thì cái việc mà cổ phần hóa và đưa công ty lên sàn nó có rất nhiều lợi ích như thế. Đấy, ba lợi ích: một là chủ có tiền, chốt lời; hai là mở rộng kinh doanh; và ba là gắn kết với lao động. Nhá. Câu 8. Em mua nhà đất, nếu giảm giá em giữ thì vẫn còn. Chứng khoán nếu giảm giá thì có mất không anh? Cái câu hỏi này rất là hay. Chúng ta mua một mảnh đất, nếu mà thị trường mà nó có sập, đúng không? Chúng ta vẫn còn sổ đỏ đấy. Nhiều khi phải đợi 2 năm, 3 năm, 5 năm. Nhưng mà nếu mà về sau quy hoạch nó tốt, đường xá tốt, rồi dự án mở thì đất lại tăng lại. Và nhiều khi là tăng cứ vượt đỉnh liên tiếp. Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là do chu kỳ bơm tiền và lạm phát thì đất nó luôn luôn nó tăng. Đến bây giờ trong vòng mấy chục năm qua khi mình để ý, đất luôn tăng giá. Và trong quá khứ ở những nước lớn cũng vậy, đúng không? Hiếm khi mà đất nó giảm đó. Nhưng mà chứng khoán thì nó không giống như thế. Nó là một phần của công ty, mà công ty đấy thì có khả năng phá sản, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta mua công ty lởm ấy, mà công ty phá sản thì câu chuyện đầu tiên ấy là các ngân hàng sẽ đến thu nợ. Thứ hai là những người mà nắm giữ trái phiếu, gọi là trái chủ ấy, sẽ đến thu nợ tiếp. Sau đó mới chia cổ đông. Mà trước khi chia cho cổ đông ấy, là họ lại còn phải trả những cái chi phí về phá sản,
chi phí về luật sư vân vân, nên là cổ đông sẽ mất trắng tiền nếu chúng ta mua phải công ty lở và công ty phá sản. Đấy. Điều này rất là quan trọng nhé, để khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu chúng ta sẽ phải để ý cái phần này, là mua về công ty lở mất sạch tiền. Nhưng mà nếu mà mua công ty tốt, công ty dài hạn thì nó lại tăng rất là nhanh, thậm chí là tăng nhanh hơn nhà đất rất là nhiều. Và một cái điều rất là hay là chúng ta có thể mua với cái số vốn thấp, mua với số vốn nhỏ và mua liên tục. Còn đất đai nhiều khi chúng ta phải đi lựa chọn. Và nếu mà chúng ta mua vào đất lừa đảo, sổ đỏ dở, hay mua vào đất và quy hoạch, chúng ta vẫn mất tiền, mất trắng tiền, hoặc chỉ thu về được tí xíu, đúng không nào? Nhưng với chứng khoán chúng ta mua phải công ty tốt, đất chúng ta mua tài sản tốt, thì hai thứ đấy đều rất là ngon. Nếu mà anh em mà mới quá với thị trường ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái loại tài sản là chứng chỉ quỹ. Thì chứng chỉ quỹ là những cái chỗ mà những công ty quản lý quỹ, quản lý tiền họ lập ra, họ có những đội ngũ chuyên nghiệp để sàng lọc bớt những công ty lừa đảo và mua chứng khoán của chúng ta, đúng chưa? Ví dụ như là chứng chỉ quỹ ETF là họ đi mua 30 công ty lớn nhất trên thị trường, mua vào một chỗ để bán, chia thành từng phần nhỏ bán chúng ta. Thay vì chúng ta phải tự đi lựa chọn 30 công ty thì có thằng nó chọn chúng ta rồi, chúng ta cứ mua tích lũy thôi, thì coi như là chúng ta đầu tư vào 30 công ty lớn nhất trên sàn rồi. Thì về lâu về dài những công ty đó họ làm ăn phát triển, họ chia cổ tức, giá cổ phiếu tăng là chúng ta hưởng lợi. Thì mỗi năm trung bình được khoảng 12%, 13% là ngon rồi, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta có khả năng thì chúng ta mới đi lựa chọn cổ phiếu chúng ta mua nhé. Câu 9. Thế so sánh chứng khoán với vàng, đất thì cái nào lợi hơn anh? Chứng khoán cái mức sinh lời trung bình hàng năm ấy, nếu mà chúng ta mua chứng chỉ quỹ nó khoảng chừng 12%. Nếu chúng ta mua chứng khoán tăng trưởng, chứng khoán tốt, đầu tư giá trị thì trung bình nó khoảng chừng 20%, 20-25% tùy vào từng công ty. Nếu mà chúng ta mua vào những công ty gọi là siêu cổ phiếu, công ty tuyệt vời thì mức tăng có thể tính bằng lần, đúng không? Nhưng mà cái điều đó đòi hỏi chúng ta phải có sự nghiên cứu rất là chuyên sâu và có một cái rủi ro ngược lại, bởi vì cái gì mà nó có cái câu chuyện lợi nhuận cao thì thông thường chúng ta phải chấp nhận cái sự biến động giá rất là lớn, và thậm chí đôi khi sai phải cắt lỗ. Thì cái này chỉ dành cho nhà đầu tư có cái khả năng chấp nhận rủi ro cao và khả năng phân tích tốt. Đấy. Thế còn đất thì tăng trưởng trung bình là từ 10% đến 12-15% một năm. Thế có những cái dự án lớn thì nó tăng trưởng rất là ghê, những dự án tốt nó tăng trưởng rất là ghê. Vì đất thì cũng là một cái công cụ phổ biến để phòng chống lạm phát, để cất giữ tài sản. Còn vàng thì mấy năm gần đây nó tăng trưởng rất là kém. Mặc dù lạm phát có tăng, nhưng mà vàng thì nó không còn quá hấp dẫn so với cái đất đai, hoặc là thậm chí gần đây là có một cái dạng tài sản nữa gọi là crypto, đúng không? Rất nhiều thị trường họ đã coi rằng crypto phân bổ ra để phòng tránh lạm phát rủi ro tốt hơn cả vàng. Đấy. Câu 10. Có bao nhiêu tiền mới đầu tư chứng khoán được? Nếu mà chúng ta mua ở trên sàn thì sẽ cần khoảng chừng một vài triệu, bởi vì bây giờ trên sàn nó có cái lô là lô 100 cổ phiếu, đúng không? Mà cổ phiếu giá 30.000 ấy, thì đấy là 3 triệu rồi. Thế còn nếu mà chúng ta mua chứng chỉ quỹ, có những cái công ty họ cho chúng ta mua chỉ với là 10.000 đồng thôi. Ví dụ như là TCBS thì họ cho phép chúng ta mua chứng chỉ quỹ của TCBS với cái giá là 10.000 đồng một lần mua thôi. Và thậm chí là mua định kỳ được, mua liên tục được. Đấy. Hay là một số công ty khác họ cho mua với cái giá tối thiểu là 50.000 hoặc là 100.000 như là Dragon Cap, đúng không? Thì phần này chúng ta có thể xem thêm cái video là app chứng khoán nào tốt, và video là hướng dẫn tích sản từ ETF bằng mấy cái mã QR code này của Cú xem. Thông thường ấy, thì chúng ta nên bắt đầu với số tiền rất là nhỏ thôi. Những bạn nào mà mới bắt đầu chứng khoán thì có thể mở tài khoản và mua thử 10.000, đúng không ạ? Hoặc là mua 50.000, 50.000 đi, 10.000 thì ôi quá, mua được cái gì ở ngoài đâu. 50.000 thì chúng ta mua được cốc trà sữa. Thì thay vì chúng ta enjoy cốc trà sữa chém gió với bạn bè thì chúng ta có thể gọi thêm chén nước suối, đúng không? Tốt cho sức khỏe. Và phần còn lại thì đầu tư vào chứng khoán để bắt đầu tìm hiểu. Đấy, thì đi mua chứng chỉ quỹ và sau đó tìm hiểu xem là cái quỹ này nó đầu tư vào đâu, nó đầu tư vào những cổ phiếu nào, tăng trưởng hàng năm ra bao nhiêu phần trăm, đúng không nào? Đấy. Và khi đó chúng ta bỏ phần tiền vào rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tìm hiểu về chứng khoán sâu hơn nhé. Câu 11. Em là học sinh cấp 2, muốn đầu tư chứng khoán có được không?
Được chứ. Có những bạn học sinh cấp 1 đã đầu tư chứng khoán rồi. Khi mở tài khoản chứng khoán ấy, thì nó yêu cầu là phải có chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thì là phải là 18 tuổi trở lên, đúng không? Thế tuy nhiên những bạn cấp 2 và cấp 1 ấy, có rất nhiều bạn tìm hiểu về chứng khoán. Thậm chí mình biết có những bạn lớp 3 ấy, đọc VN30 vanh vách, đầu tư chứng khoán được 2 năm rồi vì bố bạn ấy mở cho bạn ấy, đúng không ạ? Như con của Cú là Cú cũng đầu tư với bạn ấy từ rất là sớm. Mỗi tháng bỏ ra 1-2 triệu, có những tháng mình dư tiền mình bỏ thêm, đầu tư lâu dài, những công ty tốt. Thì đấy là một cái giống như chúng ta đưa ra một kế hoạch tài chính cho con mình ấy. Đến khi mà 18-20 tuổi bảo là con cần vài tỷ để con đi học hay là làm việc nọ việc kia rất là khó. Nhưng bây giờ bỏ tha mỗi tháng một vài triệu và nó tăng theo lãi suất kép, tăng theo công ty tốt, thì lúc đấy một vài tỷ hoặc thậm chí nhiều hơn nó câu chuyện đơn giản. Đúng không ạ? Những cái việc mà chúng ta có tầm nhìn, chúng ta làm sớm ấy, thì làm ít nhưng mà hiệu quả rất là cao. Còn đến đít mới nhảy, nước đến chân mới nhảy thì rất là khó. Thì những cái bạn cấp 2, cấp 1 ấy, mà có cái tư duy này sớm ấy, như các thị trường phát triển thì nên nhờ bố mẹ mở tài khoản chứng khoán. Nhờ bố mẹ mua, bỏ những cái tiền mà lì xì, bỏ những cái tiền mà chúng ta làm thêm vào đấy. Thì sau này chúng ta sẽ có cuộc sống nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nhá. Câu 12. Em mua chứng khoán xong thì bán ở đâu anh? Liệu bán có ai mua không? Thì khi anh em mà mua chứng khoán, nếu mà mua được những mã tốt mà có nhiều người mua bán thì là gọi là có thanh khoản tốt, bán rất là dễ, thậm chí là mua hàng triệu bán hàng triệu thoải mái. Giống như anh em ra chợ mà mua con bò mà nhìn nó non tơ, mộng, béo, mượt, rất nhiều người mua bán, đúng không? Mua xong bán được ngay. Cổ phiếu cũng thế, khi mà cổ phiếu có nhiều người nghĩ rằng con này ngon thì bán được ngay. Thế trường hợp khác mà chúng ta mua phải con cổ phiếu lở kém thanh khoản hoặc mua xong nó mất thanh khoản thì như giống kiểu mua con bò còm ấy, gầy gò, sơ xác, giá rẻ bèo thì đương nhiên sẽ khó bán, đúng không ạ? Thì trường hợp này là một là phải thịt nó đi, hai là chịu không bán được. Thì tuy nhiên thì chúng ta trên thị trường không phải lúc nào nó cũng giống ra như thế. Những cái công ty, những cái con bò nhiều khi tốt, béo, mượt ấy, giá nó rất là cao vì ai cũng thấy nó béo mượt rồi, ai cũng thích con đấy, đúng không ạ? Thì giá nó cao quá, nhiều khi là cái giá trị nó bị thổi cao quá so với cả cái giá trị thực của công ty. Thì nếu mà như vậy chúng ta có thể chọn cái con bò gầy hoặc con bò vừa vừa thôi. Hoặc thậm chí nếu mà chúng ta nhìn ra được câu chuyện là trong cái con bò gầy này nhưng mà nó lại thuộc giống quý hiếm, hoặc là chúng ta có khả năng vỗ béo, đúng không ạ? Tức là chúng ta tư vấn lại được cho doanh nghiệp đấy. Thì đấy lại là câu chuyện mà chúng ta phải nghĩ đến nếu mà chúng ta là nhà đầu tư có cái tầm nhìn và có khả năng đấy. Nhiều khi công ty xấu ấy, nhưng mà cùng chúng ta mua được cái giá tốt, hoặc là chúng ta mua được trước khi người ta nhìn ra được cái giá trị thực thì lại là cái khoản đầu tư ngon, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là cái rủi ro ở đây ấy, là có thể không bán được, mua xong phải nằm im, phải chờ, mua tích lũy, phải chờ, rình mồi, rình mò. Đấy. Câu 13. Em muốn bắt đầu đầu tư thì làm thế nào ạ? Kiến thức của em là số 0 mà em thấy thằng bạn em lời dữ lắm. Đây là anh em bị FOMO. Khi mà kiến thức là số 0 mà thấy thằng bạn lời dữ lắm và muốn lao vào thì có khả năng là khi mà mình vào thì mình mất tiền. Hoặc may mắn hơn thì mình kiếm được tiền như thằng bạn của mình, nhưng sau đó mất thì không hiểu tại sao. Đấy. Tức là kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán nó không khó, nhưng mà khả năng mất thì rất là dễ. Đấy. Giữ tiền khó hơn rất là nhiều và thắng trong dài hạn nó khó hơn rất là nhiều. Thì thông thường trên thị trường có hai cái loại người mà kiếm được tiền. Một là những nhà đầu tư có rất nhiều kinh nghiệm, có kiến thức. Thứ hai là những cái nhà đầu cơ đánh bạc với chính đồng tiền của mình, đúng không ạ? Thế trong những người này, bất kỳ họ là ai, nhưng nếu họ tuân thủ kỷ luật, có phương pháp tốt thì kiếm được tiền bền vững. Thế còn những nhà đầu tư mà nhảy vào thị trường, hay là những nhà đầu cơ nhảy vào thị trường ấy, nhưng họ hành xử không có quản lý cảm xúc, không có kỷ luật, thì họ cũng không khác gì những con bạc tham gia thị trường vì may rủi và thắng thua vì may rủi mà thôi, đúng không ạ? Thế trong trường hợp của em ấy là em không có kiến thức bằng số 0, thì việc đầu tiên là phải tích lũy thật nhiều kiến thức đã, đúng không ạ? Thật nhiều kinh nghiệm. Để tích lũy cái đấy thì có 3 cái nội dung sau mà em nên quan tâm. Thứ nhất là đọc thật nhiều sách nhá. Trên trang của Cú là có rất nhiều sách, rất nhiều link tài liệu, chịu khó lên trang lấy tài liệu về đọc. Thứ hai là xem những video miễn phí, xem lên kênh của Cú, xem lên kênh khác, có rất nhiều video miễn phí ở trên kênh.
đặc biệt là những video nào mà chỉ cho anh em phương pháp, kinh nghiệm và kiến thức ấy, thì anh em nên đọc. Thứ ba là mở luôn một cái tài khoản, mở một tài khoản miễn phí, đúng không? Mở ngay tài khoản, anh em nào mà chưa có link thì mở tài khoản ở đây. Đây là link mở tài khoản TCBS này. Thế mở ngay tài khoản miễn phí rồi thì vì thông tin và kiến thức ấy, nó cần phải phối hợp với sự thực hành nữa. Nếu mà chúng ta mà không thực hành thì thông tin nó bị trôi từ tay phải qua tay trái là mất. Chúng ta sẽ cần thực hành. Và khi đó chúng ta thu được một cái sự là sự khôn ngoan và sẽ kiếm được tiền bền vững nhé. Câu 14. Muốn thành công trong chứng khoán thì phải học những gì vậy anh? Muốn thành công trong chứng khoán ấy, thì phải có 5 cái bước như này. Bước 1 là chúng ta cần hiểu về tài chính cá nhân, tức là quản lý từ chính cái đồng tiền mình đang có. Chúng ta làm ra 10 triệu một tháng, sinh hoạt phí nó hết 5-6 triệu, dự phòng quỹ rủi ro cho cá nhân hết 1-2 triệu, nhỡ đau ốm mua bảo hiểm nữa, thế còn dư ra là 2 triệu để đầu tư chứng khoán, đúng không? Thì cái tiền đó là cái tiền mà có thể chấp nhận rủi ro, vì chứng khoán bản chất nó vẫn là thị trường có rủi ro, biến động giá cao, ngắn hạn rất khó đoán. Đấy, thì khi đó chúng ta là biết quản lý tiền của mình đã, thay vì là kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đấy, rồi nào là lẩu hay đi lao, rồi cà phê Phúc Long, rồi Starbucks liên tục cứ đưa lương về là hết, thậm chí chi tiêu vào thẻ tín dụng. Thì những người như vậy là riêng tiền của mình không quản lý được thì đừng có đầu tư. Đầu tư thế chỉ có đánh bạc thôi, rất là rủi ro. Bước 2 là chúng ta cần học về phân tích cơ bản để tìm được những doanh nghiệp cực tốt, đúng không ạ? Hoặc chúng ta đơn giản chúng ta không biết thì chúng ta đi mua chứng chỉ quỹ, để chúng ta không có khả năng mà không có thời gian, không kinh nghiệm phân tích thì bắt đầu đi mua chứng chỉ quỹ đã. Đó là tốt hơn thị trường tiền gửi rất là nhiều rồi. Thì bước 3 thì anh em mới học về phân tích kỹ thuật, tìm hiểu công ty tốt rồi, tìm hiểu về vĩ mô rồi, thì chúng ta học thêm về kỹ thuật để lựa chọn được thời điểm, tính toán thêm những cái mã cổ phiếu trên thị trường như nào để vào ra hợp lý. Thì bước 4 là chúng ta quản lý vốn hiệu quả. Cái quản lý vốn hiệu quả là gì? Là khi mà chúng ta lúc nãy có 2 triệu đấy, đầu tư vào thị trường, mỗi tháng bỏ ra 2 triệu, một năm có 24 triệu bỏ vào thị trường, thì phần nào đầu tư dài hạn, phần nào đầu tư ngắn hạn. Thì khi đầu tư ngắn hạn rồi thì khi nào dùng margin, dùng đòn bẩy, khi nào không, khi nào phải cắt lỗ, đúng không? Khi nào để gồng lời, rồi cách gồng lời trong dài hạn như thế nào, đấy là quản lý vốn. Thì bước 5 là chúng ta phải quản lý được cảm xúc. Nói vậy thôi, tất cả kiến thức trên thị trường nó là thứ yếu nếu chúng ta không quản lý được cảm xúc. Vì chúng ta sợ quá. Nhiều khi chúng ta tin phân tích công ty ngon đấy, tiền chúng ta dài hạn đấy, nhưng mà thấy thằng xung bên cạnh nó hô ghê quá, ôi sập rồi anh ơi, rồi báo chí hô hào rồi sập rồi anh ơi, đôi khi thị trường nó bán tháo là chúng ta run, chúng ta bán sạch, bán xong nó lại lên. Hay nhiều khi chúng ta FOMO quá, là chúng ta tham mua quá, thấy công ty nó bình thường, hoặc đôi khi định giá cao quá rồi, nhưng mà anh nọ, anh kia, anh ba, anh bốn nhảy vào hô mua, rồi cả thị trường nó nhảy vào nó hô, PA báo chí đưa lên, chúng ta nhảy vào chúng ta mua theo, chúng ta mua xong lại xuống. Thì quản lý cảm xúc nó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Mà nếu mà chúng ta muốn quản lý cảm xúc thì chúng ta phải có kinh nghiệm, phải từng trải, phải trải nghiệm nó bằng xương máu. Đấy là cái lý do mà chúng ta phải thực hành, đúng không ạ? Tất cả lý thuyết giống như học võ, học bơi, học nhảy, học đàn, học hát, tất cả lý thuyết nó chỉ có thể trở thành của chúng ta nếu chúng ta thực hành liên tục. Ok chưa? Câu 15. Em không có nhiều thời gian vì bận đi làm, nhưng quan tâm đến chứng khoán vì tiền gửi ngân hàng thấp quá, nhưng em sợ rủi ro, mong anh cho em lời khuyên. Những bạn mà đang đi làm ấy mà không có nhiều thời gian quan tâm đến chứng khoán, có một cái khoản tiền nhàn rỗi bỏ ra, đúng không? Hiện đang gửi tiền. Nhiều khi chúng ta rất yêu công việc của chúng ta, chúng ta không muốn bỏ quá nhiều thời gian ra làm việc khác. Rồi nghiên cứu chứng khoán chuyên sâu nó cần thời gian chứ, cần phân tích báo cáo, rồi cần xem đồ thị, rồi cần xem đọc báo cáo vĩ mô, đi khảo sát doanh nghiệp vân vân, rất nhiều thời gian. Chúng ta không thời gian làm việc đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn cái hình thức là đầu tư vào chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Việc hợp lý nhất, đơn giản nhất là bỏ ra tiền hàng tháng đầu tư chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ là cái nơi như mình nói đấy, mà họ đã mua chọn cho chúng ta ra hàng chục công ty tốt nhất thị trường rồi,
30 công ty trong VN30 tốt nhất thị trường, hoặc là VN50 hoặc là VN100, thì chúng ta hình dung chúng ta phân bổ tiền ra đều chọn công ty đấy, tin tưởng 30 ông này đấy, thì bản chất thị trường chứng khoán nó đi lên, chúng ta được hưởng lợi. Thì mỗi năm nó có thể là chứng chỉ quỹ ETF trung bình nó khoảng chừng 12%. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể mua chứng chỉ quỹ trái phiếu từ khoảng từ 8% đến 10%, đúng không ạ? Nhưng mà trái phiếu mà lãi suất càng cao thì thông thường là cái rủi ro nó càng lớn, thì chúng ta phải rất là thận trọng trong việc là mua trái phiếu riêng lẻ, mà có thể là nên giao tiền cho các cái công ty quản lý đầu tư để họ mua quỹ trái phiếu. Đấy. Câu 16. Em nghe nói có người nói chứng khoán là lừa đảo ạ, có đúng không anh? Thì câu này có cả đúng cả sai, vì bất kỳ một thị trường nào nó đều có lừa đảo. Thị trường tài chính lại càng có nhiều hơn, thì những cái người mà gặp phải những cái vụ lừa đảo thì họ nói chứng khoán là lừa đảo. Nhưng mà những người mà vì chứng khoán mà đổi đời, vì chứng khoán mà giàu có, vì chứng khoán mà họ làm nên cơ nghiệp, thì chứng khoán lại là một cái cơ hội tuyệt vời, đúng không ạ? Thì cách chúng ta đầu tư vào chứng khoán là chúng ta phải xác minh được những cái vụ lừa đảo đấy, tránh xa những vụ lừa đảo. Mình hình dung thị trường đến năm 2021 này, nó có khoảng gần 4 triệu nhà đầu tư, 2.000 công ty niêm yết và có hơn 100 công ty chứng khoán. Thế trong cái thị trường nó đông, nó đảo rộng lớn như vậy, có rất nhiều điều có thể xảy ra. Có rất nhiều công ty lãnh đạo và đưa cổ phần lên sàn để bán, rút ruột và rút, vì những cái lãnh đạo đấy là nó không có tâm, đúng không? Nó không có tầm, nó không có tài, nó chỉ muốn lừa lấy tiền thôi, là điều có. Có rất nhiều câu chuyện như thế. Chúng ta phải search ra là chứng khoán hủy niêm yết, lãnh đạo công ty niêm yết bị bắt, rồi lừa đảo chứng khoán, có rất nhiều. Những ông này là thường là tìm cách là tăng vốn ảo, tăng tài sản, lấy tiền xong thì họ sẽ làm cái trò gọi là kim tiền thoát xác, để lại công ty rỗng ruột. Có rất nhiều công ty lên sàn vốn vài trăm tỷ, nhưng sau khoảng 2 năm là vốn về mười mấy tỷ, chẳng có thanh khoản gì cả. Đấy, thì còn ngoài ra thì còn rất nhiều nhà đầu cơ khác, họ đến thị trường như là coi thị trường như là sòng bạc, đánh bài bạc. Không phải nhà đầu tư cũng chẳng phải nhà đầu cơ, họ bản chất là đánh bạc, đúng không ạ? Đánh theo kiểu được ăn cả ngã về không, đi vào hội nhóm mua theo mà không tìm hiểu, và thậm chí là đi vào group bị lừa đảo. Thì phản ánh nó, cái thị trường này nó rộng lớn, nó phản ánh mọi mặt của xã hội. Rất nhiều trường hợp lừa đảo, rất nhiều trường hợp rất là đàng hoàng và công ty rất là tốt và làm nhiều người đổi đời vì chứng khoán. Thế đấy là do cách chọn của mình thôi và do cách tiếp cận của mình. Nếu mình trang bị đủ kiến thức và phương pháp thì mình có thể tránh cái bọn lừa đảo đấy và mình tận dụng cơ hội tốt. Còn nếu mà mình bị FOMO quá, mình không tìm hiểu mà mình dễ dàng đưa tiền một cách ngây thơ, thì khả năng rơi lừa đảo cũng là cao. Ok chưa? Thế câu 17 là em chỉ tiết kiệm được 500.000 mỗi tháng, liệu có cách nào đầu tư hiệu quả không? 500.000 mỗi tháng là một sự khởi đầu rất là tốt rồi, đúng không ạ? Và là bởi vì anh em có rất nhiều cách để đầu tư vào chứng chỉ quỹ. Một là đầu tư chứng chỉ quỹ chỉ mất có 10.000 đồng một lần mua thôi, mà 500.000 mỗi tháng là mua ngon rồi. Mà mua tích lũy hàng tháng như vậy, nó sinh lời, sinh lãi kép hàng tháng, thì chúng ta sau một vài năm chúng ta có khoản tiền lớn rồi, đúng không? Còn nếu mà chúng ta muốn đầu tư cổ phiếu thì đợi vài tháng, 5 tháng có 2,5 triệu, 6 tháng có 3 triệu bắt đầu để mua lô 100 cổ phiếu rồi, đúng không ạ? Thì đấy là cách khởi đầu rất là tốt. Nhưng cái khởi đầu tiên ấy, chúng ta nên mua chứng chỉ quỹ, mua 50.000, 100.000 cũng được, đúng không ạ? Sau đó thì làm thêm, bổ sung thêm nguồn tiền vào vốn đầu tư và tiếp tục đầu tư chứng khoán. Bởi vì số tiền là một chuyện, những cái kiến thức, kinh nghiệm ấy, như là mình, như là 5 cái bước kinh nghiệm để đầu tư chứng khoán trong câu trước ấy, là cái điều rất là quan trọng để chúng ta có được thành công dài hạn nhé. Ngoài ra bạn có thể xem thêm cái video là hướng dẫn đầu tư với 500.000 trong cái kênh của Cú bằng cách là quét cái mã QR code này nhé. Câu 18 là có bao nhiêu mã chứng khoán? Ở trên thị trường chứng khoán bây giờ vào năm 2021 ấy, có gần 2.000 mã. Thì số lượng này là ở đâu ra? Là do công ty niêm yết, họ đưa công ty lên sàn, họ cổ phần hóa và chào bán trên sàn, rồi chia niêm yết cổ phần của họ lên. Đấy. Thế ngoài ra thì cái số lượng này mình tin rằng là sẽ tiếp tục tăng nhiều trong thời gian tới, khi mà số lượng nhà đầu tư hiện nay ở thị trường chứng khoán Việt Nam nó đang tăng lên khoảng chừng mức 5% dân số,
mà nó còn nhiều cơ hội tăng lên 10%, 15%, 20% như các nước trong khu vực. Rồi các công ty niêm yết, các công ty cổ phần, các công ty tư nhân, họ nhìn thấy thị trường chứng khoán là một cái nơi để họ có thể huy động được nguồn vốn chung và dài hạn. Thông qua phát hành cổ phần, thông qua phát hành trái phiếu, thông qua quỹ, đúng không ạ? Thì họ sẽ tiếp tục họ đưa công ty lên sàn. Và cái việc mà thị trường chứng khoán nó phát triển bền vững, nó tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư và cho cả công ty ấy, thì nó sẽ càng khuyến khích các công ty lên sàn nhiều hơn và mang lại giá trị cho cổ đông hơn. Các nhà đầu tư lại mở tài khoản nhiều hơn và đưa tiền vào thị trường đầu tư nhiều hơn, đúng không? Câu 19, các công ty mà mình mua cổ phần ấy, liệu họ có bị phá sản và mình mất tiền không anh? Có chứ. Có nhiều công ty là hàng năm là cũng có vài chục công ty rút khỏi thị trường. Những công ty này tại sao rút? Thứ nhất là âm vốn liên tục, làm ăn lỗ 3 năm lỗ liên tiếp. Ông lên sàn ông làm ăn lỗ 3 năm liên tiếp thì bố ai dám mua cổ phần, đúng không? Thế rồi là có công ty phá sản âm vốn chủ sở hữu luôn. Âm vốn là coi như cổ đông mất sạch tiền ấy, trả nợ không đủ. Thế thì có nhiều lý do. Có công ty thì làm ăn không đàng hoàng, mà lãnh đạo đưa lên theo kiểu lừa đảo, rút ruột, bán cổ phần xong té, lợi dụng thị trường FOMO, nhà đầu tư F0 vào mới là lên đưa công ty lở lên sàn bán. Thế nhưng mà có những công ty khác là họ lên sàn, họ lụng bại làm ăn vì chiến lược sai, điều hành không tốt. Ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai là một chuyện. Ngày xưa nó là top 10 công ty lớn nhất sàn chứng khoán, công ty tiềm năng khủng khiếp là bất động sản. Thế xong sau họ đầu tư đa ngành quá, lúc thì làm thép, lúc làm quặng sắt, lúc làm cao su, lúc làm nông nghiệp, lúc nuôi bò, lúc trồng chuối. Thì những cái câu chuyện ban đầu là nguồn lực của họ vẫn nhiều, họ còn đủ sức gồng gánh. Nhưng mà về sau đầu tư vào rất nhiều dự án bị thua lỗ, thép, cao su, vân vân. Và đến bây giờ là đang vào câu chuyện 2021 này này, mà dính vào câu chuyện là có khả năng hủy niêm yết khi mà 2017, 2018, 2019 bị lỗ, đúng không? Cũng do họ hay bông ma báo cáo tài chính nữa. Cái lợi nhuận của họ là ảo. Lợi nhuận của họ là chủ yếu là do là lợi nhuận khác, đánh giá lại hàng tồn kho, rồi trích lập dự phòng vân vân các kiểu. Thì những công ty đấy là do làm ăn, do họ bị làm ăn kém, không hiệu quả. Thế thì để mà tránh cái việc này, mua cổ phiếu xong là về không ấy, đúng không? Anh em là mua cổ phiếu giá 100.000 xong là giá về không, hoặc là về 2.000, thì chúng ta phải nên có hai cách. Một là không biết gì thì mua chứng chỉ quỹ đi. Hai là chỉ mua công ty mà mình hiểu rõ đó. Công ty nào mình hiểu rất là rõ mình mới mua. Bởi nhiều khi những cái gì họ nói ra ngoài ấy, bức tranh trông đẹp thế, nhìn tươi thế, báo cáo tài chính trông ok thế, hay ban lãnh đạo trông mặt mũi sáng sủa thế, nhưng mà chưa chắc nội tại nó đã ngon đâu. Nhiều khi là rỗng ruột. Đấy, phải tìm hiểu kỹ trước khi mua. Thì cơ hội rất nhiều, nhưng mà cái bẫy nó rất lớn nhá. Câu 20, có cách nào đầu tư chứng khoán an toàn và không bị mất tiền không anh? Thì không có cách nào như thế cả. Bản chất của chứng khoán là một kênh đầu tư có rủi ro. Trong ngắn hạn ấy, thị trường nhiều lúc nó giảm 30%, lúc 50%, như Covid chẳng hạn, đúng không? Hay một số tin về khủng hoảng tài chính thì hoàn toàn có thể giảm rất là mạnh. Trong ngắn hạn là có thể mất tiền, hoặc bạn đầu tư vào công ty lở, công ty phá sản là mất tiền. Nhưng mà trong dài hạn thì khác, đúng không ạ? Trong dài hạn thì thường là chứng khoán nó trải, nó hết khủng hoảng rồi nó sẽ bật lên, và thường là những công ty tốt ấy, nó sẽ vượt cao hơn đỉnh, bởi vì là lợi nhuận doanh nghiệp của nó, bởi nó làm ăn, nó tiếp tục mở rộng thị phần, nó tiếp tục kinh doanh sản phẩm tốt, tiếp tục bán hàng thu tiền về, và cổ phiếu nó sẽ tăng lại, đúng chưa? Thì trong dài hạn, nếu bạn đầu tư vào công ty tốt, bạn đầu tư chứng chỉ quỹ, bạn có thể rất là yên tâm, vì cái lợi nhuận từ chứng khoán ấy thông thường nó cao gấp rưỡi và gấp đôi lãi suất tiền gửi. Nên tiền gửi bây giờ là khoảng 6-7% một năm, nhưng mà chứng khoán nó được 12-13% một năm rồi, cái chứng chỉ quỹ. Còn nếu mà đầu tư vào công ty tốt, đầu tư bài bản thì được hơn 20% một năm, đúng không? Nhưng mà trong ngắn hạn thì không thể đảm bảo được. Nếu mà chúng ta đầu tư vào trường hợp chứng khoán mà dùng tiền ngắn hạn ấy, dùng tiền bố vợ cho cuối năm để xây nhà, hay dùng tiền này dùng để cho vợ mang bầu, hay dùng tiền bỉm sữa để đầu tư, thì cẩn thận toi. Vì chúng ta có áp lực ngắn hạn, chúng ta không chịu được nhiệt, thị trường chứng khoán nó điều chỉnh chúng ta không chịu nổi, bán non hoặc là phải bán lỗ, đúng không? Nên là cái việc mà đầu tư chứng khoán ấy, mà dùng cái tiền dài hạn là một cái việc rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta dùng tiền sai, chúng ta sai luôn từ đầu, mà sai luôn từ đầu rồi đi chệch đường ray rồi là khó làm lại lắm, đúng không?
Nên là phải nhớ là đầu tư chứng khoán là dùng vốn dài hạn, dùng cái tiền mà có thể mất, dùng tiền mà không dùng đến ấy, thì sẽ yên tâm. Đúng chưa? Để làm tốt việc này ấy, anh em hãy xem thêm các cái video series về tài chính cá nhân cũng như đầu tư chứng khoán từ A đến Z trên kênh của Cú nhé, bằng cái cách là quét cái QR code này. Câu 21. Bạn em nói đọc đồ thị và mua bán chốt lời thành công lắm, anh dạy em cách đọc đồ thị được không? Đọc đồ thị và mua bán chốt lời như vậy thì bạn em đang dùng gọi là phân tích kỹ thuật, đúng không? Hay một số anh em dùng là thổi nến ấy, xem đồ thị, xem kênh để làm mua bán. Thì đấy là một phương pháp đầu cơ. Tại cái người mà phân tích kỹ thuật ấy, thì họ đưa cái giả thuyết là gì? Là không có công ty tốt xấu, cũng như là mọi thông tin phản ánh vào giá rồi, nhìn vào giá, nhìn vào đồ thị để đánh. Thì đấy là một quan niệm, một quan điểm. Cũng có những người thành công từ lĩnh vực này, nhưng mà để mà thành công được thì nó cũng phải cần một cái khả năng thực hành rất là cao siêu. Thì nếu anh em mà quan tâm về phân tích kỹ thuật ấy, thì có thể xem thêm video là hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ A đến Z ở trên kênh. Trong đó Cú nói về ba cái nhóm chỉ số rất quan trọng của phân tích kỹ thuật. Một là về cái kênh xu hướng, hai là cái nhóm chỉ số về động lượng, về ba là những cái nhóm chỉ số về ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Thế nhưng mà để thành công được về kỹ thuật thuần ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ tùy thuộc vào khả năng của bạn nữa và cách đầu cơ của bạn nữa. Còn nếu bạn kết hợp được thì có người đầu tư dài hạn là cũng ít quan tâm đến kỹ thuật lắm. Có người kết hợp cả hai, cả cơ bản và cả kỹ thuật để tối ưu tiền. Thì nó tùy vào cái năng lực và hành vi của mình. Câu 22, cháy tài khoản là gì anh? Em mới đầu tư thôi, liệu tài khoản em có bị cháy không? Cháy tài khoản thì thông thường là người ta hay nói đến lúc mà chúng ta mất sạch tiền đấy. Mất sạch tiền là đầu tư vào cổ phiếu rác, đầu tư vào cổ phiếu lở, cổ phiếu bị phá sản. Hoặc chúng ta đầu tư vào cổ phiếu tốt nhưng mà chúng ta margin nhiều quá, thị trường nó giảm bùng phát 30-40% là chúng ta mất sạch tiền luôn, bị côn margin. Đấy. Thì trường hợp này là tài khoản của anh em sẽ bị cháy, mất sạch tiền luôn. Thì anh em mới đầu tư ấy, nên tránh hai cái việc này. Thứ nhất là không nên đầu tư vào những công ty mà chúng ta không hiểu rõ. Đấy. Thứ hai là ít margin thôi, hoặc là dùng margin thì phải là người rất là tinh nhạy, biết khi nào nên dùng đòn bẩy và biết khi nào nên giảm. Đòn bẩy là cái thứ mà chúng ta chỉ dùng khi mà chúng ta đúng, và chúng ta dùng rồi chúng ta phải rút vào ra rất là nhịp nhàng, tăng nhanh và giảm nhanh, tăng đòn bẩy nhanh và giảm đòn bẩy nhanh. Và cái đấy là một nghệ thuật, đấy là một cái con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta mà không giỏi được cái phần này ấy, chúng ta không nên dùng, bởi vì nó tăng tiền chúng ta rất là nhanh, cuốn sóng rất là nhanh, gia tăng tài sản hàng chục lần, nhưng mà nó chỉ trong một tích tắc thôi và tài sản chúng ta lại bị thiến ngay lập tức. Câu 23 là em bỏ tiền ra mua chứng khoán rồi thì em cất chứng khoán ở đâu cho an toàn? Bây giờ thì không như ngày xưa nữa. Ngày xưa là mua chứng khoán là còn phải sổ cổ đông, đúng không? Mang tiền đến công ty chứng khoán, mang tiền đến công ty niêm yết, rồi mang tiền đến công ty OTC ấy, bảo họ làm cho cái hợp đồng, sau đó là chuyển tiền và họ in sổ cổ đông đóng dấu ký tên. Cách đây là mười mấy năm vẫn còn làm như thế, nhưng bây giờ thì không rồi. Hầu hết công ty là niêm yết trên sàn, thì cái chứng khoán của anh em ấy, nó sẽ về tài khoản chứng khoán ở trên công ty niêm yết, thì không phải làm gì cả. Chỉ nhớ cái mật khẩu thông tin vào tài khoản chứng khoán, đăng nhập vào là ok. Còn tất cả chứng khoán đấy cũng không có sổ nữa, nó được lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán là VSD đấy. Thì trung tâm lưu ký chứng khoán đấy nó lưu mọi cái thông tin của nhà đầu tư, mọi chứng khoán chúng ta giữ, mọi số tiền chúng ta có. Và các công ty chứng khoán thì họ cho chúng ta cái tài khoản để truy cập vào đấy để xem, đúng không? Ngoài ra chúng ta nên đăng ký số điện thoại và email với công ty chứng khoán, với cái app đấy, để nó thông báo kịp thời chúng ta những cái sự kiện về chia cổ tức, quyền mua, vân vân nhé. Câu 24, em mua chứng khoán rồi để dành lâu dài thì có rủi ro gì không? Liệu có bị mất hay ăn trộm không? Nếu mà anh em mua chứng khoán tốt và chứng chỉ quỹ tốt ấy, về lâu dài thì không sợ rủi ro về mất hay ăn trộm, trừ khi bị mất mật khẩu, đúng không? Nhưng mà thường bây giờ những công ty chứng khoán họ bảo vệ bằng cách là mất mật khẩu rồi, nhưng mà còn nó còn OTP, nó còn là phải chuyển chứng khoán về đúng chính chủ tài khoản. Thế nhưng mà thông thường mà có những người mà lại cũng ngây thơ đến mức là mất hết, mất cả điện thoại, mất cả số tài khoản, từ tài khoản ghi luôn trên điện thoại, thế là mất sạch, rồi chứng minh thư bị làm giả và nó chuyển tiền đi được, thì điều đấy là điều rất là rủi ro. Thế để mà làm cái phần này ấy, chúng ta nên
giữ tài khoản và mật khẩu một cách an toàn, đúng không? Bằng cách là đăng để mật khẩu nó phức tạp một tí, khó đoán. Thứ hai là nên dùng mật khẩu 2 lớp hoặc là 3 lớp, đăng ký cài tin nhắn IOTP, rồi tin nhắn qua điện thoại, rồi xác minh qua email để tăng cường cái mật khẩu, tăng cường cái an toàn của mình. Đấy. Thế nếu mà chúng ta làm tốt việc đấy rồi thì không sợ bị mất trộm nhé. Vì trung tâm lưu ký chứng khoán họ là cái nơi họ bảo quản chứng khoán của chúng ta, chứ không phải công ty chứng khoán. Kể cả công ty chứng khoán có phá sản cũng không sao cả, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta cũng nên mở tại những công ty chứng khoán nó ở mức là an toàn, top 10 hoặc top 20 thôi. Đừng mở những công ty chứng khoán lưu tiêu để ít tiền thôi. Vì nhiều anh em đánh chứng khoán đến hàng chục, hàng trăm tỷ, mà để những công ty như vậy thì tài sản chúng ta lớn hơn cả công ty của họ rồi. Thì nhiều khi chúng ta có những cái rủi ro mà chúng ta không lường được. Ok chưa? Câu 25. Tại sao em nghe nói có 90% nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán bị thua lỗ, mà bạn em đầu tư năm 2020, 2021 lãi quá trời anh ơi? Các bạn hay nghe đến là 90% nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán bị thua lỗ ấy. Câu này nó hay nói đến từ việc là các nhà đầu cơ, họ vào thị trường họ rất là ngây thơ, họ chả biết là họ nhảy kiểu gì. Thực ra họ đánh bạc thì đúng hơn, còn nhà đầu cơ ấy, họ cũng phải học hành rất là cẩn thận, thực chiến, học về cơ bản, học về kỹ thuật, học về game, học về quản lý vốn cảm xúc, rất là thì họ mới thành công được. Nhưng mà đa phần anh em vào thị trường học hành gì đâu, đánh theo người này đánh theo người kia, đúng không? Theo sóng nọ theo sóng kia mà mất tiền, đi ra thị trường, đi ra khỏi thị trường là đúng thôi. Hay chúng ta vào chúng ta bảo chúng ta đầu tư, nhưng mà chúng ta mua một công ty xong thị trường nó giật cho hai cái sóng, chúng ta chạy mất dép, chúng ta quên luôn ban lãnh đạo, chúng ta quên luôn dự án, chúng ta quên luôn cái game của chúng ta. Tức là chúng ta bị thị trường nó, chúng ta không chuẩn bị kỹ cái tâm lý đấy. Tâm lý rằng thị trường nó phải tăng lên rất là nhanh và giảm rất là nhanh, và chúng ta cuốn theo sóng đấy, cuốn theo cái tín hiệu hàng ngày đấy. Thế là mất tiền thôi, đúng không ạ? Còn năm 2020, 2021 ấy, là một cái thời điểm mà thị trường có thể nói là bùng nổ, khi mà có rất nhiều thứ thuận lợi. Từ việc là Covid nó xảy ra khiến cho mọi người quan tâm đến chứng khoán nhiều hơn, rồi tiền chính phủ bơm ra rất là nhiều để hỗ trợ kinh tế, rồi nhà đầu tư mới mở tài khoản liên tục và tiền bơm vào thị trường liên tục, khiến cho chứng khoán tăng từ cái đáy 600 điểm lên đến 1.500 năm 2021. Và gần như là bạn mua cổ phiếu nào cũng thắng, kể cả cổ phiếu rác, kể cả cổ phiếu lở không có nội tại gì cả vẫn thắng. Thế thì, nhưng mà câu chuyện đấy là trong năm 2022, 2023, 2024 thì sao? Một nhà đầu tư dài hạn mà muốn giữ được tiền, họ phải thắng lợi liên tục, đúng không ạ? Và phải tăng level của họ, tài khoản phải x nhiều lần trong nhiều năm, thì đấy là nhà đầu tư thắng lợi. Thế còn nếu mà chỉ thắng lợi được trong 1-2 năm thôi và không giữ được tiền thì không nói là nhà đầu tư thành công được, đúng không? Đấy. Thì phần này chúng ta 90% cái nhà đầu tư thua lỗ ấy, là họ không chịu học hành, nhảy vào thị trường như đánh bạc ấy, thì họ đi ra như con bạc thôi. Còn nếu mà chúng ta vào thị trường với một cái tư duy đúng đắn, một phương pháp đúng đắn, thì chúng ta sẽ chiến thắng được thị trường nhé. Câu 26. Mua chứng khoán thì có lợi ích cụ thể gì với anh? Thì khi chúng ta mua chứng khoán ấy, là mua một phần sở hữu của công ty, chúng ta sẽ được hưởng hai lợi ích chính là gì? Thứ nhất là khi mà công ty niêm yết đấy, công ty cổ phần đấy, nó làm ăn tốt, thu được nhiều tiền, được nhiều lợi nhuận mỗi năm trả cổ tức cho chúng ta, thì chúng ta được hưởng lợi từ cổ tức, có thể là 5%, 15% hoặc là 20%. Thì cái phần này có thể trả bằng tiền hoặc trả bằng cổ phiếu. Cái phần này gọi là dividend, đúng không ạ? Lợi thứ nhất là dividend và cổ tức. Cái phần thứ hai là khi càng nhiều các nhà đầu tư kỳ vọng vào công ty tốt, công ty tăng trưởng đấy, thì giá cổ phiếu của nó tăng. Ban đầu chúng ta mua giá 1, nhưng mà sau 2 năm, 3 năm giá lên 3, lên 4. Vẫn là công ty đấy, vẫn là ban lãnh đạo đấy, nhưng nó có nhiều dự án hơn rồi, nhiều người làm thuê hơn, nhiều nhân tài hơn, dòng tiền tốt hơn. Thì khi đó cổ phiếu không phải là 1 nữa, mà nó là 3, là 4. Thì giá đấy là giá cổ phiếu tăng. Nó gọi là capital gain, là giá tăng cổ phiếu, đúng không? Thì càng lúc càng có nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào, càng lúc càng có nhiều kỳ vọng, thì giá tăng vọt, doanh thu tăng vọt, thì giá cổ phiếu sẽ lên. Thì khi đó anh em sẽ được hưởng hai lợi ích kép, là một là cổ tức, là dividend, và hai là giá cổ phiếu tăng, là capital gain. Và đó nó hình thành lên một cái là lãi kép,
đúng chưa ạ? Chúng ta tận dụng được rất nhiều thứ. Thứ nhất là kinh nghiệm của người điều hành doanh nghiệp, đúng không ạ? Có người đi làm thuê cho mình là ông chủ doanh nghiệp, là nhân công của nó. Thứ hai là thời gian của người khác, là ông thủ chủ đi làm thuê cho mình thì tiền mang về chia cho mình. Thứ ba là nguồn vốn của người khác, đúng chưa ạ? Rất nhiều có đóng góp tiền vào, rồi doanh nghiệp lại đi vay tiền ngân hàng nữa để tái đầu tư. Đấy, thì chúng ta tận dụng được nguồn vốn, được kinh nghiệm, được thời gian của người khác, chúng ta thành công được. Câu 27. Công ty của bố em bán cà phê, doanh thu cũng khá. Em muốn dùng công ty đó bán chứng khoán ra thị trường được không anh? Quá được chứ em. Có rất nhiều công ty của gia đình ấy, mà khi họ có nội lực vững vàng rồi, về mô hình kinh doanh họ chắc chắn, doanh thu về lợi nhuận, rồi uy tín cao, họ muốn huy động vốn từ thị trường. Mà huy động vốn chung và dài hạn ấy, thì họ sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bình thường chúng ta, nếu mà công ty chưa niêm yết ấy, thì một là huy động vốn dài hạn từ cổ đông, đúng không? Cổ đông góp tiền vào. Hai là chúng ta đi vay ngân hàng, vay vốn chung và dài hạn. Nhưng mà việc vay vốn này nó có giới hạn và nó gặp nhiều rào cản. Thì cái việc mà chúng ta san sẻ cái phần lợi ích và rủi ro ra cho các cổ đông bằng cách là cổ phần hóa nó và niêm yết nó trên thị trường là một cái điều rất là vui và rất là quan trọng. Thì mình có thể nói với bố mình về việc đấy, đúng không? Em có thể đi nghiên cứu trên sàn ấy, những công ty tương tự trong ngành đấy. Ví dụ ngành cà phê. Ngành cà phê của bố em là bán cà phê kiểu gì? Là trồng cà phê, bán cà phê nguyên liệu, xuất khẩu? Hay là bố em bán chuỗi cửa hàng cà phê? Thì mỗi cái mô hình kinh doanh đó nó sẽ có cái định giá khác nhau và mô hình kinh doanh khác nhau. Thì mình xem cái ngành đấy, cái ngành của mình ấy, xem họ có những cái chỉ số quan trọng nào. Và mình định hình ra một cái tương lai cho công ty nhà mình. Khi mình lên sàn thì với cái chỉ số tương đương như vậy thì mình sẽ có lợi thế nào và định giá của mình là bao nhiêu. Ví dụ đi, là PE của cái ngành, các công ty trên sàn của ngành của mình là 20. Tức là lợi nhuận, tức là cái giá trị công ty trên cho cái lợi nhuận đấy nó khoảng 20 lần. Thì ví dụ công ty nhà em một năm lãi ra khoảng chừng 50 tỷ, thì em có thể tính ra với định giá tương đương là mình đang có 1.000 tỷ rồi, đúng không? 1.000 tỷ đó là mức độ tham chiếu. Nhưng mình còn phải điều chỉnh nữa, điều chỉnh những cái lợi thế mà mình chưa tính vào được giá trị lợi nhuận đấy. Ví dụ như là quỹ đất của nhà em rất là nhiều. Ví dụ như nhà em đang thừa hưởng những cái dòng cà phê Arabica thượng hạng mà lại đang cung cấp riêng cho Starbucks đấy. Hoặc ví dụ nhà em là nguyên liệu sân sau của Phúc Long, của Masan đấy. Thì có rất nhiều lợi thế đó mình có thể đưa thêm vào. Hoặc những bất lợi là gì? Bất lợi là nhà em thị phần đang nhỏ. Nhà em đang có thị phần chỉ thu hẹp ở vùng Tây Nguyên, chưa mở rộng được đấy. Ví dụ thế thì sẽ có một cái mức độ tham chiếu về ngành là trên PEPB, trên chỉ số tài chính. Và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh dựa trên cái kế hoạch kinh doanh, dựa trên những cái lợi thế đã cụ thể về ngành nghề, về quỹ đất, về mô hình kinh doanh, về lợi thế, đúng không? Thì khi em định giá rồi, đưa ra được một cái tương lai cho doanh nghiệp rồi, thì em sẽ thuê một vài công ty chứng khoán lớn, làm hồ sơ chào bán chứng khoán, bắt đầu bán cổ phần của mình ra công chúng, thành công ty đại chúng rồi, và rồi nộp hồ sơ niêm yết để thành công ty niêm yết. Thì khi lên sàn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu huy động được vốn. Huy động được vốn bằng cách là bán cổ phần cho cổ đông, bán thêm, rồi thu hút thêm người tài bằng cách là phát hành cổ phiếu ESOP cho những người đấy, đúng không ạ? Thì đấy là một cách rất là tuyệt vời. Nếu anh em nào mà công ty lớn mà cần niêm yết, mà cần sự tư vấn của Cú, thì có thể để lại thông tin cho Cú trên fanpage, đúng không? Thì Cú rất là vui nếu mà tư vấn cùng anh em những cái deal như thế này. Câu 28. Em thấy có người nhắc đến cá mập trên thị trường chứng khoán, em vào đầu tư liệu có bị cá mập cắn không anh? Khi người ta nói về thị trường chứng khoán thì người ta hay ví nó với cái đại dương biển cả. Chúng ta mới vào, chúng ta là một con cá con đang bơi vào thị trường, đang loay hoay vào thị trường. Hay là một con rùa con mới vào biển cả. Lúc đấy gặp cá mập thì sợ quá, đúng không? Với hàm răng trắng ẩn, thân hình to béo, nó bơi đến nó đớt một phát thì xong. Thế khi mà chúng ta là F0, chúng ta cần hiểu là trên thị trường có những ai, có những người chơi nào. Cái ông cá mập thì thường nói đến những nhóm nhà đầu tư rất là lớn, lắm tiền, nhiều của, nhiều quan hệ. Nó có thể là công ty chứng khoán, công ty niêm yết, nó có thể là ban lãnh đạo công ty, những nhà đầu tư rất lớn, thậm chí là ngân hàng. Những cái nhóm này phối hợp với nhau và đủ sức họ tác động đến giá cổ phiếu, thậm chí là thao túng mã cổ phiếu trên thị trường.
đặc biệt là với thị trường Việt Nam ấy, đến hơn 80% là nhà đầu tư cá nhân, 80% giá trị nó về trên thị trường là của cá nhân, cho nên cái việc thao túng này nó khá là dễ hơn các thị trường khác khi mà nhà đầu tư cá nhân thì không đủ thông tin và thường là bị những cái thông tin tin đồn tác động rất là nhiều. Thế tuy nhiên có trên thị trường có những cái nhà đầu tư như vậy mà chúng ta lại tận dụng được sóng đấy, đi theo cá mập, đi cùng cá mập để làm một cái game mà nó cho tăng lên và hưởng lợi cùng nó. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta mới vào thị trường ấy, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều thế mạnh, chúng ta cần thận trọng với những anh cá mập này, tìm hiểu cho kỹ, đúng không? Và nên tuân thủ theo nguyên tắc là chỉ mua những công ty mà mình hiểu rõ. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta vào bất kỳ một cuộc chơi nào có cá mập, có đội lái, thì chúng ta hãy hình dung nếu mà chúng ta không hiểu rõ, chúng ta hiểu rằng đấy là chơi xổ số, đấy là đánh bạc, rủi ro cao và lợi nhuận rất cao, thì dùng tiền ít thôi, dùng đòn bẩy ít thôi. Còn nếu mà chúng ta hiểu rõ game rồi, chúng ta có thể tạo ra cuộc chơi của riêng chúng ta nhé. Câu 29 là chứng khoán lời to lắm phải không anh? Bạn em nói chứng khoán đầu tư là gấp 2-3 lần tài khoản nhanh lắm. Nó vừa mua xe xong anh ạ. Thì bây giờ phải chúc mừng người bạn đấy của em nhé. Chứng khoán mà lãi được gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn ấy, mà lại còn rút tiền để ra mua xe ấy, gọi là tối ưu hóa lợi nhuận và hiện thực hóa lợi nhuận là không phải đơn giản đâu. Bạn em đang rất là may mắn và rất là giỏi đấy. Thì thông thường trên thị trường chứng khoán ấy, nếu mà đầu tư, chúng ta kỳ vọng rằng trung bình mỗi năm lời 15% đến 20%. Có những năm lời rất là lời, nhưng có những năm lỗ bù lại. Thì trung bình trong dài hạn trong khoảng 5 năm 15 là 15-20%. Đấy. Thì mức như vậy thì theo nếu mà đầu tư 1 đồng ấy, thì sau khoảng chừng là 12 năm là chúng ta lãi gấp 10 lần rồi. Đúng không? Thế tuy nhiên là nếu mà chúng ta muốn lời nhanh trong một thời gian ngắn thì chúng ta phải gặp rất là nhiều vấn yếu tố hỗ trợ. May mắn về thị trường, lựa chọn cổ phiếu tốt và giá hợp lý. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta hãy hình dung rằng là cái điều đó nó không xảy ra liên tục. Bởi vì thị trường nó tăng nhanh thì nó cũng sẽ điều chỉnh biến động giảm trở lại. Thì có năm thị trường nó giảm điểm rất là nhanh như năm 2012, 2013 hay đầu năm 2020 hay thậm chí là 2007, 2008 nó giảm rất sâu. Đúng không? Rồi có cái thời điểm là 3 năm đi ngang như là 2014, 2017. Còn vừa rồi là 2020, 2021 thì tăng rất là nhanh. Nhưng mà không phải năm nào nó cũng thế. Thì khi mình nhìn vào thị trường mỗi chu kỳ như vậy, chúng ta hiểu rằng thị trường chứng khoán nó luôn luôn có cơ hội, nhưng nó cũng có cạm bẫy. Nên chúng ta sẽ phải học cái cách để tận dụng cái cơn sóng đấy, đúng không nào? Học cách để dùng vốn của mình trên thị trường như thế nào, lựa chọn cuộc chơi nào phù hợp. Thế ông đầu tư dài hạn thì ông phải chuẩn bị vốn dài hạn. Thế còn nếu mà chúng ta đầu cơ ấy, thì đương nhiên là phải chấp nhận rủi ro cao, lợi nhuận cao. Còn nhà đầu cơ thì không phải là ai cũng dễ dàng làm được, vì nó cần phải tuân thủ kỷ luật, tuân thủ quản lý vốn rất nhiều thứ. Mà chỉ chừng có khoảng chừng là 10% nhà đầu cơ thành công dài hạn thôi. Nên là phần này phải thận trọng và phải học nhé. Câu 30. Bố mẹ em bảo chứng khoán là cờ bạc anh ạ. Không cho em chơi. Bảo em kiếm công việc ổn định, tiết kiệm gửi ngân hàng và cưới vợ sớm. Em thích chứng khoán nhưng thấy hoang mang quá. Anh cho em lời khuyên với. Thì không sao đâu. Bởi vì là nhiều người cũng bị như vậy em ạ. Không tránh được vì là bố mẹ chúng ta là thuộc thế hệ ngày xưa rồi. Thế hệ là chứng khoán ngày xưa nó quá mới, không hiểu nó là cái gì. Và hiểu biết của người dân mình về chứng khoán nó còn kém. Nếu mà chúng ta muốn thuyết phục họ ấy, thì cần bắt đầu từ việc là quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Đúng không? Kiếm tiền đủ nuôi cho bản thân đã. Một phần đầu tư vào bảo hiểm, mua bảo hiểm sức khỏe. Giữ một phần để dự phòng rủi ro khi đau ốm. Thế còn lại cái phần dôi dư thì thay vì gửi tiền ngân hàng có thể điều tư chứng khoán. Đúng chưa? Khi mà chúng ta quản lý tài sản, quản lý chi tiêu, lập quỹ hưu một cách chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ nghiên cứu đầu tư chứng khoán một cách là rất là không ai ngăn cấm cả. Còn nếu mà mọi người vẫn cố gắng ngăn cấm thì chúng ta cứ nghiên cứu và đầu tư không cần nói với họ đâu. Đấy. Khi mà nếu mà mọi người mà quá càm ràm ấy, thì chúng ta phải nói thêm với họ là đây là vấn đề của riêng con, quan điểm cá nhân con. Cái phần này là phần tiền con không dùng đến, đúng không? Đã có quỹ nuôi gia đình rồi, đã có quỹ bảo hiểm dự phòng rủi ro rồi, thì phần không dùng đến là mình sẽ mang đi đầu tư, mình lo tương lai của mình. Vì cuộc đời mình phải quyết định. Không, về sau đến lúc mà mình biết điều đúng mình không làm, về sau mình hối hận, mình trách móc bố mẹ mình, đúng không? Mình trách mình một, nhưng mình trách người khác là nhiều, vì mình để họ ngăn cản mình.
nên cuộc đời của mình phải quyết định. Rủi ro mình chịu, lợi nhuận mình hưởng, đúng không nào? Đấy. Thì khi ra kết quả rồi mọi người sẽ hiểu mình thôi. Đấy. Có nhiều người bảo chứng khoán là cờ bạc vì cái trải nghiệm của họ chứng khoán rất là tệ. Vì họ đến với chứng khoán, họ coi chứng khoán như sòng bài ấy. Họ đánh như đánh bạc ấy. Thì kết quả thì không nói được rồi. Còn nếu mình hiểu chứng khoán, bản chất của nó là thị trường vốn. Bản chất của nó có rất nhiều cuộc chơi và nhiều cơ hội. Mua chứng chỉ quỹ, lãi suất gấp rưỡi, gấp đôi ngân hàng. Mua chứng khoán giá trị, tham gia game nọ, game kia, đầu tư vào những cái công ty tốt, có tài sản tốt, có dòng tiền tốt, thì lợi nhuận 20%, 25%, thậm chí hơn. Thì tại sao không làm? Đúng không? Thế còn lại chúng ta hãy cố gắng giữ một cái rào cản ở trong cái tư duy về đầu tư đấy. Nhưng chúng ta vẫn nên sống với bố mẹ vì những cái giá trị thiêng liêng khác như tình cảm gia đình, sự chăm sóc lẫn nhau, vân vân, rất nhiều thứ rất quan trọng. Mà chưa kể là ra ngoài sống còn nhiều chi phí nữa. Trong cái chi phí đấy dùng đầu tư được, tội gì, đúng không nào? Thì phần này anh em có thể tìm hiểu thêm về những cái video về tài chính cá nhân trong cái mã QR code này nhé. Ok chưa? Rồi, xin chào và sẽ hẹn gặp lại. Cú sẽ quay trở lại với các bạn trong cái phần 2 là chứng đà điểu, khái niệm cơ bản lần 2 nhé.